biệt thự đen trên 1.000 mét vuông. Nói vui vui một chút là chỉ cần đi 3 bước là ra đến sân golf rồi. Cái sức chứa tối đa ở đây nó có thể lên đến khoảng 40, 45, 50 người. Có những ai thích xem video hay là nghe nhạc khi mà nấu ăn ạ? Anh giơ tay ạ. Xin chào mọi người đã cùng quay trở lại với Nhà Ép. Ngày hôm nay thì Khánh Linh và anh Tiến Duy đã lái xe đi đến một địa điểm cách Hà Nội khoảng 60 km, khoảng tầm 1 tiếng lái xe, và đến với khu vực sân golf Tam Đảo. Và ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến mọi người một công trình, một người anh em sinh đôi của The White Villa. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng được tham quan và trải nghiệm The Black Villa. Và không biết là The Black Villa của chúng ta ngày hôm nay có những thông tin gì đặc sắc ạ? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chương trình nhá. Xin mời. Đầu tiên, để nói về diện tích của căn The Black Villa, có nghĩa là biệt thự đen này, thì nó có phần diện tích lô đất tương đối rộng rãi với khoảng trên 1.000 m². Và đây là tổng quan của ngôi nhà ngày hôm nay, với cái phần ngoại thất bên ngoài được sơn màu đen và trắng, mang lại cái sự tương phản một cách rất là rõ ràng, đúng không ạ? Và cũng giống như là căn The White Villa, tức là biệt thự trắng mà ngày xưa chúng tôi đã từng có dịp được gửi đến mọi người. Nếu như ai mà chưa xem thì có thể xem lại clip ngày xưa nhé. Thì nó cũng có một cái cấu trúc tương tự như vậy. Tức là sao ạ? Tức là chúng ta sẽ có bể bơi vô cực ở bên ngoài. Bể bơi thì rất rộng, khoảng mình nghĩ cũng phải gần 100 m² cái bể bơi này. Và nó được sử dụng cái công nghệ điện phân muối rất hiện đại, không gây xỉn da. Tức là gì? Tức là mình đến đây vui chơi bơi lội ở dưới này thì rất an toàn cho da. Wow. Em thấy cái mùi nước nó không hề có cái mùi clor thông thường, đúng không? Không hề có mùi clor, và nước bể bơi Khánh Linh thấy cũng rất là sạch, phải nói là siêu sạch luôn. Đúng bể rồi. Bơi của chúng ta thì cũng có diện tích rất là lớn, với màu gạch ốp thì cũng rất là đẹp. Đúng rồi, và đấy là những điểm tương đồng giữa hai căn. Đây, mọi người có thể ngó qua bên này, đây chính là căn The White Villa nằm ở ngay cạnh nhau. Và có một điểm rất hay ho, đó chính là cả hai căn này thì đều chung một chủ. Do vậy là chúng ta sẽ có thể thuê cả hai căn. Yes. Dành cho những nhóm mà công ty lớn khoảng từ 6, 7, 80 người đến đây thì rất vô tư, đúng không ạ? Bởi vì căn The White Villa sẽ có 5 phòng ngủ, có một hầm giải trí nhá. Thì căn The Black Villa này có đến tận 8 phòng ngủ và cũng có rất nhiều không gian để chúng ta có thể tìm hiểu. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi một vòng. Rồi, xin mời mọi người. Đây, kế bên cái khu vực hồ bơi thì đó chính là bàn ăn ở ngoài trời. Đấy, đủ chỗ cho 20 người thoải mái. Đã có bếp nướng đầy đủ bố trí ở khu vực kia rồi. Và nếu như mọi người thắc mắc về cái giá thuê thì theo như thông tin mình tìm hiểu được, trong tuần nó sẽ rơi vào khoảng đâu đó 15 triệu. Cuối tuần thứ 6, thứ 7, chủ nhật thì đâu đó khoảng 18 cho đến 22 triệu thì phải. Nghe qua thì có vẻ cao, nhưng cái sức chứa tối đa ở đây nó có thể lên đến khoảng 40, 45, 50 người mà chia ra cho cái hôm nào mà cao nhất là khoảng 22 triệu đi, thì cũng không đáng bao nhiêu cả. Dạ. Mà nếu mà đi trong tuần chỉ 15 triệu cho 50 người thì thực sự đấy là con số rất hợp lý rồi, đúng không ạ? Và mọi người biết không, không phải là chúng ta có thể dễ dàng tìm được villa nào có sức chứa nhiều đến mức như vậy đâu. Vậy nên Khánh Linh nghĩ đây là một villa rất lý tưởng để cho Nhà Ép có thể sắp tới đến đây để trải nghiệm. À, rồi. Đúng rồi, bởi vì ngoài những cái bể bơi này rồi những cái khu vực mà gọi là bàn ăn ở ngoài trời để chúng ta có thể ngồi, thì ở đây nó có những cái phần sân rất là rộng để mình có thể làm sân khấu này. Ấy, làm sân khấu để làm team building này, rồi xếp rất nhiều bộ bàn ghế ở đây để tổ chức sự kiện ở bên ngoài nữa. Tuyệt vời. Và đúng như là những gì mà Khánh Linh vừa nói ấy, thì mình có một số người bạn thi thoảng cũng hay hỏi là Tiến Duy ơi, Tiến Duy có thể gợi ý cho anh một vài cái địa điểm nào đấy mà có cái sức chứa khoảng tầm 5 đến 60 người, không phải là khách sạn mà nó là khu homestay hay là những cái khu biệt thự mà nó lại phải liền nhau cơ, và số lượng phòng ngủ khoảng tầm trên 10 phòng gì đấy, để cho những cái nhóm bạn rất là đông của anh ấy đi chơi. Thì đây chính là một câu trả lời dành cho mọi người nhá, ở tại khu vực sân golf Tam Đảo, cách thủ đô Hà Nội khoảng tầm 1 tiếng lái xe thôi, hay là khoảng tầm hơn 60 cây gì đấy. Thế thì cái biệt thự này mình đi có thể là nửa ngày không hết đâu. Tuy nhiên thì cũng sẽ cố gắng giới thiệu tới mọi người những không gian đặc trưng nhất nhá. Thì đầu tiên đây chính là cái khoảng sân để chúng ta có thể nằm phơi nắng ở ngay bên cạnh bể bơi. Có một bộ bàn ghế để có thể ngồi bên ngoài uống trà hay là đọc sách này. Và ở đây thì chúng ta có thêm cả một cái khu vực gì nữa đây, theo như Khánh Linh?
đây chính là khu vực để có thể tổ chức pool party à? Pool party đây, đúng rồi, gợi ý luôn đây này. Và Khánh Linh cũng thấy là khu vực sân vườn được thiết kế và bố trí rất là sạch sẽ cũng như là khoa học. Vậy nên Khánh Linh nghĩ là mọi người có thể đến đây, các gia đình có nhiều thế hệ cũng hoàn toàn có thể đến đây để có thể vui chơi tận hưởng những dịp cuối tuần. Rất là hợp lý. Và có một thông tin nữa là cái căn này nó vừa mới hoàn thiện từ khoảng tháng 6 năm 2022. Đó, tức là đến thời điểm này là tháng 10 năm 2022 thì mới có khoảng 4 tháng thôi. Tức là rất mới, nếu như mọi người đến đây lưu trú thì hầu như sẽ là những cái vị khách đầu tiên của căn The Black Villa này đấy. Còn căn The White Villa thì đã có từ trước rồi. Và đặc biệt là cả hai căn này thì đều có view rất đẹp hướng ra phía sân golf Tam Đảo. Như mọi người có thể thấy, view rất rộng thoáng, cộng với cả bể bơi vô cực ở đây nữa. Tức là khi mọi người bơi thì cũng sẽ có thể ngắm nhìn cái view này rất là hay, đúng không ạ? Nói vui vui một chút là chỉ cần đi 3 bước là ra đến sân golf rồi. Chính xác. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bên trong để xem là trang bị nội thất ở trong căn Black Villa này có gì hay không nhá. Let's go. Và ngay bây giờ thì chúng ta đang có mặt ở tại khu vực tầng 1 của The Black Villa. Phải công nhận rằng tầng 1 có diện tích cực kỳ rộng với thiết kế vô cùng thông thoáng, không có vách ngăn. Do vậy thì làm cho chúng ta cảm thấy là nó đã rộng lại còn rộng nữa nhỉ? Chính xác. Ngoài ra ấy, thì hai bên, hai mặt thoáng thì đều có những ô cửa kính rất là lớn để lấy ánh sáng tự nhiên. Cũng như là ngồi ở góc nào thì mình cũng có thể nhìn ra sân này, nhìn ra hồ bơi này, nhìn ra sân golf ở bên ngoài. Và đứng ở trong không gian này thì phải nói là thực sự do cái mặt bằng nó to, cho nên là cái gì ở trong này cũng sẽ to thôi. Đúng Ví dụ như là bộ sofa này cũng to, bàn uống nước cũng to. Phía đối diện chúng ta sẽ có một khu vực giải trí với TV và lò sưởi điện tử cũng được sơn màu đen, sofa sơn màu đen đúng với ngôn ngữ thiết kế của ngôi nhà ngày hôm nay. Đó, rất hay đúng không ạ? Tuy nhiên thì phần gạch lại trắng và nó cũng làm cho chúng ta có những cái sự tương phản rất là hay. Đúng không ạ? Ở trong này thì chúng ta sẽ có một bộ bàn ăn. Khánh Linh thấy bộ bàn ăn này như thế nào? Khánh Linh thấy là khu vực bàn ăn này rất là rộng lớn và chắc chắn là sẽ đủ chỗ cho khoảng 20 người. Và bàn ăn thì là một thân cây gỗ, cảm giác như được một thân cây gỗ được xẻ đôi ra. Và xung quanh thì cũng là những cái chiếc ghế cũng là tông màu đen tạo điểm nhấn cho khu vực bàn ăn của chúng ta. Nói chung là bước chân vào đây thì Khánh Linh rất là thích bởi vì màu sắc yêu thích của mình là màu đen. Hôm nay thông báo là anh em mình sẽ đi review một ngôi nhà màu đen mắt ở đây, mọi người thấy không? Bling ngay này. Tí nữa cho anh cạo vẩy cái chỗ này đi nhá. Em cho anh hai vẩy. Ok, tiếp đến chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu khu vực bếp của căn biệt thự có tên là The Black Villa. Và nhìn qua thôi thì chắc là mọi người cũng đã thấy rằng là căn bếp này cũng có chung ngôn ngữ như vậy. Đây là căn bếp có tên là The Black Kitchen. Và The Black Kitchen của chúng ta thì có gì đặc biệt vậy Khánh? Đầu tiên phải nói là về phần thiết kế và màu sắc, tông màu đen chính là màu mà Khánh Linh yêu thích nhất. Và bên cạnh đó thiết kế rất là hiện đại này, khi mà đã có những cái hệ tủ được thiết kế rất là nhiều trong khu vực bếp này để đảm bảo là với một cái số lượng nồi niêu xoong chảo bát đĩa phù hợp cho khoảng 50-60 người thì vẫn có thể giấu hết vào bên trong, khiến cho khu bếp của chúng ta trở nên gọn gàng hơn. Và mọi người cũng thấy đấy, không hề có bất kỳ một đồ vật gì ở trên mặt bếp cả, rất là gọn gàng. Đúng rồi. Về mặt công năng thì căn bếp này Khánh Linh thấy là cũng tương đối đầy đủ. Chúng ta sẽ có phía bên này là lò nướng tích hợp lò vi sóng này, bên này sẽ là bếp từ và bên kia sẽ là bồn rửa, rất là khoa học. Đúng rồi, rất khoa học. Và có một điểm mà là mình rất ấn tượng ở trong khu bếp này, đó chính là toàn bộ cái phần ở bên trên để máy hút mùi này và có để cửa gió điều hòa. Thì cái việc mà có máy hút mùi sẽ phải cần đường ống ạ, thì cái đường ống người ta giấu hết ở trong một cái khối hình hộp như thế này. Đấy, một cách rất là tinh tế. Và thực sự là đứng ở bên ngoài nhìn vào khu bếp này mình thấy rất là tương lai, giống như một cầu vũ trụ đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Và xin chia sẻ với mọi người một thông tin như sau, đó chính là ở trong khu bếp này thì có sự hiện diện của một người quản gia đắc lực đặc biệt. Không phải là Khánh Linh, cũng không phải Tiến Duy, mà cũng không phải là bạn Caramel. Vậy thì là ai nhỉ? Thì xin giới thiệu tới mọi người trong chương trình ngày hôm nay, người quản gia vô cùng đặc biệt không phải là một ai khác, chính là chiếc tủ lạnh Samsung đứng ở ngay bên cạnh anh em chúng tôi. Chiếc tủ lạnh này có tên là Samsung Family Hub. Thì không biết là mọi người nhìn qua chiếc tủ lạnh này thì mọi người bị ấn tượng bởi điều gì? Tuy nhiên thì với bản thân mình rất ấn tượng với cái hệ thống giải trí của nó ở đây. Một màn hình với kích thước là 21,5 inch, ở dưới có loa AKG. Và có một điểm nữa cũng là mình ấn tượng và mình đặc biệt thích thú, đó chính là
hệ thống làm đá và nước cũng như là đá nghiền ở đây. Nó rất thuận tiện với cái tính năng này thì mình chỉ cần ấn vào đây. Đó. Chọn chế độ đúng không ạ? Là mình sẽ lấy đá như anh lấy đá viên đó. Rất là tiện. Nhanh, không phải chờ đợi gì cả. Bởi vì nếu như mà không có cái tính năng này thì chúng ta sẽ phải lấy đá theo kiểu truyền thống là đổ nước vào khay và sau đó thì cho vào ngăn đá và đợi mất một khoảng thời gian thì mới có đá để chúng ta sử dụng và sau đấy lại phải làm lại từ đầu, đúng không ạ? Thì nhiều khi ấy, nhà có khách hứa đến chơi mà có nhiều người cần phải dùng đá thì cái việc mà mình chờ đợi đá nó rất là bất tiện, đúng không ạ? Thì cái chức năng này đó là một chức năng mà vô cùng cần thiết. Không biết là với Khánh Linh thì khi mà nhìn thấy chiếc tủ lạnh này thì em thấy sao? Và Khánh Linh có thể giới thiệu tới mọi người những thông tin mà Linh biết về chiếc tủ lạnh này được không? Theo như những gì mà Khánh Linh được biết thì chiếc màn hình này có những cái chức năng rất là nổi bật. Ví dụ như đây mọi người cũng có thể thấy màn hình này chúng ta có thể take note và ghi lại những cái lời nhắc nhở dành cho những thành viên yêu thương trong gia đình của mình. Có thể để lại lời nhắn bằng văn bản này, bằng hình ảnh hoặc là để lại bằng lời nói nữa, rất là tiện nhá. Và với chiếc tủ lạnh này thì chúng ta cũng có thể show ra những bức ảnh gia đình hoặc là những bức ảnh mà chúng ta thích. Và thậm chí là còn có thể edit ảnh và video nữa, rất là tiện đúng không? Và không biết là ở đây có những ai thích xem video hay là nghe nhạc khi mà nấu ăn ạ? Anh giơ tay à? Nhưng mà anh không bao giờ nấu ăn. Tại vì sao chúng ta lại phải nghe nhạc và xem video khi mà chúng ta nấu nướng? Bởi vì là trong lúc mà chúng ta chờ thực phẩm chín này, hay là lúc mà chúng ta sơ chế thực phẩm mà không muốn chờ đợi quá lâu thì chúng ta phải giết thời gian bằng cách là như vậy, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ không cần thiết phải xem qua điện thoại hay là qua TV nữa, mà thông qua chiếc màn hình ở đây. Đúng rồi. Nó đã có tích hợp sẵn cả Spotify, cả YouTube. Đó mọi người, okay. Có thể dễ dàng chọn cho mình chương trình yêu thích trên YouTube và có thể xem. Loa hay không? Loa hay. Màn hình thì rất là sắc nét và dàn âm thanh thì phải nói là thực sự mình bất ngờ với âm thanh của AKG như thế này. Ôi, vừa rồi là cái tính năng xem Spotify cũng như là xem YouTube ở trên màn hình này. Ngoài ra thì còn gì đặc biệt nữa vậy Khánh Linh? Ngoài ra thì với màn hình thông minh này chúng ta có thể nghe gọi, nhận những cuộc gọi mà không cần phải sử dụng đến điện thoại của mình. Tức là sao ạ? Khi mà đang nấu ăn có người gọi đến có thể bấm nghe luôn ở trên này, tiện chưa? Rồi, tức là mình sẽ không cần thiết phải sử dụng đến điện thoại di động khi đúng mà đứng ở trong một khu bếp có sự xuất hiện của Samsung Family Hub nữa, đúng không? Thôi. Nhưng mà không biết là với những cái tính năng rất là đặc sắc và nổi trội vừa rồi thì đã đủ tiêu chí để đánh giá đây là một người quản gia đắc lực của mình chưa? Để trả lời cho câu hỏi đấy thì trước khi mà trả lời câu hỏi đấy mình sẽ nói qua một chút về thiết kế của chiếc tủ lạnh này đi. Thì đầu tiên như mọi người nhìn thấy là chiếc tủ lạnh này có cái thiết kế hoàn toàn ăn nhập với tổng thể khu bếp Black Kitchen này. Nó có cái gam màu xám ghi này và cái chất liệu của nó ở bên ngoài là kim loại, thép là thép không gì đó, và được làm cái bề mặt theo kiểu là kim loại xước ấy. Và khi mà sờ lên bề mặt này thì chúng ta có một cái cảm giác rất là sướng. Và ngoài ra thì nó sẽ không bám vân. Khánh Linh có thể mở cánh tủ bên đấy ra được không? Cho mọi người có thể nhìn cái dung tích ở bên trong của chiếc tủ lạnh này. Nhìn thôi là đã biết là rộng rồi. Wow. Và để làm cho cái tủ lạnh này nó rộng như thế này thì các kỹ sư cũng như là các nhà thiết kế của Samsung cũng đã phải nghĩ ngợi rất nhiều và cuối cùng họ đưa ra giải pháp là họ tối ưu hóa cái vật liệu cách nhiệt ở bên trong. Do vậy làm cho cái phần thân vỏ của chiếc tủ lạnh này nó mỏng hơn. Mỏng hơn có nghĩa là cái phần thể tích ở bên trong nó sẽ được tăng lên. Nhưng mà các cái chức năng rồi nó vẫn sẽ đảm bảo. Cái chức năng tức là giữ lạnh hay giữ nhiệt các thứ thì tất tần tật nó vẫn sẽ đảm bảo nhé. Và với cái khoang chứa đồ rộng lớn như thế này thì Khánh Linh tin chắc rằng chiếc tủ lạnh Samsung Family Hub này sẽ rất là phù hợp với những gia đình nào mà có lượng thực phẩm lớn này, có nhiều thế hệ, hoặc là sẽ rất là phù hợp khi mà đặt vào những cái villa mà có sức chứa đông người như thế này. Giống như là ở tại Black Villa đúng không ạ? Dạ. Với cái sức chứa khoảng tầm 40 người mà người ta sử dụng chiếc tủ lạnh ở đây thì cũng đủ hiểu là cái mức độ tự tin của gia chủ dành cho chiếc tủ lạnh này là như thế nào rồi đúng không ạ? Và ở đây nhá, mọi người sẽ thấy là nó có một cái hệ thống camera ở đây. Để làm gì thì đóng lại cái đã. Bây giờ mình sẽ giải thích cho mọi người là tại sao mà mình lại ví chiếc tủ lạnh này nó giống như một người quản gia đắc lực ở trong gia đình. Thì đối với Khánh Linh, một người quản gia ở trong gia đình thông thường sẽ có nhiệm vụ như thế nào? Không biết là đối với mọi người, một người quản gia sẽ có những công việc chính là gì, nhưng mà Khánh Linh nghĩ là một người quản gia sẽ phải chăm sóc này, giám sát và quán xuyến ngôi nhà cho mình. Và đồng thời phải báo cáo cho mình khi mà có một cái sự việc bất thường gì đấy xảy ra đúng không? Thì chiếc tủ lạnh này cũng như vậy, ở trong khu bếp này nó sẽ giúp mình quản lý lương thực, thực phẩm, những gì mà mình cất ở trong tủ lạnh này. Đầu tiên thông qua hệ thống camera như anh vừa chỉ cho Khánh Linh cũng như là mọi người,
thì chúng ta sẽ có một cái ứng dụng gọi là View Inside. View Inside, và chúng ta sẽ có thể quan sát được những gì đang diễn ra ở bên trong chiếc tủ lạnh này, những gì mà còn lại này. Mình có thể quan sát trực tiếp qua màn hình này để làm gì ạ? Để không phải mở ra kiểm tra. Khi mà mở ra ấy, thì nó sẽ gây thất thoát cái năng lượng ở bên trong. Đó. Ngoài ra thì cái hình ảnh này nó cũng sẽ được gửi về điện thoại thông minh của chúng ta. Ai cũng dùng điện thoại thông minh rồi. Dạ. Và khi mà đi làm ấy, hoặc là khi mà đang ở xa chưa thể về nhà để kiểm tra thực phẩm bên trong được, thì mọi người có thể linh động kiểm tra và sau đấy mình có thể đi chợ và mình mua được những cái lương thực gì mà mình thực sự cần để tránh lãng phí, đúng không ạ? Hay quá. Thì đấy chính là cái chức năng mà kiểm tra, giám sát giống như là quản gia thôi, đúng không ạ? Có một chức năng nữa là nó có thể tự cập nhật những cái hạn sử dụng của những cái thực phẩm còn lại ở trong này, hoặc là mình đặt những cái hạn sử dụng đấy để đến lúc mà thực phẩm đấy hết hạn thì nó sẽ thông báo cho mình biết để mình thay cái thực phẩm đấy đi. Đỡ gây ảnh hưởng sức khỏe đến những thành viên trong gia đình của mình khi mà ăn thực phẩm mà đã gọi là quá hạn rồi, đúng không? Chính xác. Thường thường rau củ quả nhé là không ghi cái hạn sử dụng ở trên đấy, nhưng mà bất cứ những cái thực phẩm gì mình cất ở trong này thì đều có hạn sử dụng cả. Chẳng qua là nếu như là có bao bì thì mình sẽ dễ để ý hơn thôi, còn cái này thì nó sẽ tự nhắc cho mình nếu trong trường hợp mà những cái thực phẩm đấy không có bao bì. Đó, kiểm tra giám sát chưa, thông báo chưa, và có một chức năng nữa mà quản gia bình thường có những người chưa chắc đã làm được, đó chính là gì? Đó chính là nó có một cái ứng dụng đây gọi là công thức thông minh Smart Recipe. Ở cái phần ứng dụng này thì nó có rất nhiều món ăn, và mỗi món ăn này thì nó sẽ đều có những cái công thức riêng, và mình chỉ cần ấn vào thôi là ở trên này sẽ có tất tần tật những cái thời gian, rồi số lượng calo, rồi nguyên liệu cần phải có gồm những gì, và mình sẽ đối chiếu những nguyên liệu đấy xem là ở trong tủ lạnh còn hay là không, và mình sẽ đi mua. Và sau khi mà mình đối chiếu xong, mình đi mua đầy đủ nguyên liệu về, mình sẽ chỉ làm theo đúng như những cái này này đây, nó còn dẫn những cái tích này, tích vào thiếu những cái gì. Hay quá ha. Đi mua. Ví dụ trong tủ lạnh nhà em mà còn thịt bò này, cần tây tỏi tây, thì nó sẽ lên cho mình thực đơn và sẽ bò có xào món cân tỏi. Đấy, bò xào cân tỏi. Và em còn thiếu những cái gì, ví dụ như là gừng hay là ớt hay là gì đấy, thì em sẽ phải tự đi mua, và sau đấy em nấu theo công thức ở trên này. Là sẽ có một đĩa thực sự rất là thơm ngon, mà mọi người có thể tự tin mời bạn bè về nhà thưởng thức luôn được, bởi vì bản thân mình cũng đã từng được trải nghiệm những cái công thức này rồi. Mình cũng là một người đam mê nấu ăn nha. Thật. Và mình đã từng thử những công thức này rồi, làm theo rồi, và có mời bạn bè đến ăn thì mọi người đều phản ánh là làm theo công thức này là chắc chắn sẽ ăn được. Còn ngon hay không là còn tùy vào cái mức độ khéo tay của mọi người nữa nha, chứ không phải là do cái công thức này đâu. Hay quá. Hay chưa? Hay. Đấy, từng đấy lý do thì đã đủ thuyết phục em rằng đây chính là người quản gia đắc lực ở trong gian bếp của chúng ta chưa nào? Tuy là anh Duy đã đưa ra những cái tính năng rất là vượt trội cũng như là những cái ưu điểm rất là nổi bật, nhưng mà với những cái tính năng mà anh Duy vừa chia sẻ thì Khánh Linh mới sẽ chỉ coi là một người quản bếp thôi, bởi vì một người quản gia thì sẽ phải có thêm những cái tác vụ hơn nữa trong ngôi nhà của mình cơ. Ái chà, mình đã biết được sớm rằng là Khánh Linh kiểu gì thì cũng sẽ vặn vẹo mình là ui giời, cái này chỉ trong khu vực bếp thôi. Nhưng mà khoan, hãy vội đánh giá thấp chiếc tủ lạnh này nha, bởi vì nó có một ứng dụng nữa gọi là Smart Things được tích hợp sẵn ở trong này, và ứng dụng này thì cũng sẽ tương thích với khoảng hơn 1.000 thiết bị điện ở trong gia đình của mỗi chúng ta nữa. Do vậy là chỉ cần đứng ở trong bếp thôi là mình có thể điều khiển được tất cả những thiết bị điện mà tương thích với cả cái ứng dụng SmartThings. Ví dụ nhá, là chúng ta thông qua chiếc tủ lạnh này có thể đóng mở rèm, tắt mở điều hòa, tắt mở bình nóng lạnh, tắt mở hay là tăng giảm âm lượng của loa này, hay là TV hay là những thiết bị giải trí khác. Nói chung là chỉ cần đứng ở bếp thôi sẽ có thể điều khiển được những thiết bị khác mà có SmartThings. Hay wow, không? Hay. À, với cái việc này nhá, nếu mà gia đình nhỏ căn hộ nhá, mọi người có thể không để ý đâu, nhưng đối với những căn biệt thự mà có cái phần diện tích to như là căn này khoảng hơn 1.000 m² ấy, 8 phòng ngủ ấy, thì cái việc mà đi từng phòng kéo rèm hay là tắt đèn quá là mệt, hay là tắt bật điều hòa nhá, thì nó sẽ chiếm rất nhiều thời gian luôn, có khi là nửa ngày không đi hết một căn như thế này để mà kiểm tra hết thiết bị điện đâu. Thì với tủ lạnh ngày nay, đặc biệt là Samsung Family Hub, chúng ta có thể làm những việc đấy và biến những việc đấy trở nên rất là đơn giản. Wow. Nào, đã đủ bị thuyết phục chưa? Đến đây thực sự là cảm thấy bị tâm phục khẩu phục với một chiếc tủ lạnh mà quá là nhiều tính năng thông minh, khi mà Khánh Linh chỉ cần đứng ở trong bếp thôi là đã có thể bao quát hết cả ngôi nhà của mình. Đấy. Xứng danh là một quản gia đây rồi. Ok, review nhanh vậy thôi. Còn không biết là mọi người sau khi cái phần chia sẻ của anh em mình vừa rồi ấy, thì mọi người ấn tượng với những điều gì của chiếc tủ lạnh này? Mọi người có thể để lại comment ở phía dưới nhé. Còn với Khánh Linh thì em ấn tượng nhất với điểm gì? Chỉ được 2 điểm thôi.
đang định nói là ấn tượng hết với tất cả mọi thứ. Tại vì cái gì nó ấn tượng mà thôi rồi, nhưng mà em chỉ được 2 điểm thôi, không được tham. Nếu như phải chọn hai cái tính năng mà Khánh Linh yêu thích nhất thì mình sẽ thích nhất là view inside này. Khi mà view inside thì Khánh Linh có thể dễ dàng quản lý được cái thực phẩm mà mình đang có trong tủ lạnh của mình. Và một tính năng nữa rất tuyệt vời đó chính là smart recipe. Hay nhở. Quá nhiều công thức thông minh mình có thể nấu theo mà không cần phải dở sách nấu ăn này, không cần phải mở điện thoại, không cần phải hỏi bất kỳ ai cả. Tuyệt vời. Đúng là tính năng mà anh thích luôn. Nhưng ngoài ra ở với cái chiếc tủ lạnh này thì anh còn đặc biệt thích là cái việc mà nó trang bị cả YouTube, cả Spotify, bởi vì mình là một người thu thức với mọi người là cũng không thích chờ đợi. Cho nên khi mà nấu ăn ấy là rất muốn giết thời gian bằng cách là xem video hay là làm gì đấy, xem lại video để xem là mình dẫn có hay không hay là như thế nào đấy, hay xem góp ý của khán giả đấy. Đại khái là như vậy. Và có một điểm nữa là mình rất ưng ý với cả cái dàn loa ở phía dưới này. Loa của tủ lạnh thôi nhưng mà cho ra cái chất lượng không khác gì là loa mà mình sử dụng bình thường cả, đúng không? Đấy là điểm mà rất là đáng chú ý của chiếc tủ lạnh này. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển sang những không gian khác của ngôi nhà ngày hôm nay. Vừa rồi đã là phòng khách, phòng ăn, bếp với chiếc tủ lạnh này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ngó qua những không gian khác nhé. Xin mời. Khu vực tiếp theo mà nhà ép muốn giới thiệu tới mọi người đó chính là một phòng vệ sinh tích hợp với một không gian để chúng ta có thể xông hơi ở trong này. Cũng phải nói là biệt thự của chúng ta rất là mới, thế nên trong này phòng xông hơi cũng gần như là mới tinh luôn, mới kính con luôn. Và trong này thì là một phòng tắm, phòng vệ sinh với diện tích rất là lớn. Chúng ta sẽ có phòng xông hơi bên này, tách ra phía bên này sẽ là khu vực để tắm này, toilet và bồn rửa, mọi thứ rất là rất gọn gàng. Mời Khánh Linh. Wow, và đây chính là phòng ngủ đầu tiên mà nhà ép sẽ giới thiệu đến mọi người. Ở dưới tầng 1 này thì phòng ngủ cũng có một chút thay đổi, đó là phần sàn thì có được ốp gỗ thay vì là gạch như ở ngoài phòng khách kia. Và ấm áp hơn hẳn. Đúng rồi ạ. Và trong này thì phòng ngủ cũng khá là vuông vắn. Như anh Duy cũng nói thì biệt thự của chúng ta có hai mặt thoáng đều là kính. Thế nên phòng ngủ này cũng sẽ được thừa hưởng một khoảng view rất là tuyệt vời. Khi mà buổi sáng chúng ta kéo rèm ra và có thể nhìn thấy bên ngoài là bể bơi này, rồi là sân golf rất là đẹp mắt. Và đến giường ngủ thì cũng phải hai tông màu tương phản mới chịu. Đen trắng này. Đúng rồi. Bức tranh đơn giản. Nói chung là mọi thứ nó đều ở mức cơ bản thôi. Có táp đầu giường để sạc điện thoại và để đèn đọc sách. Ở phía trong này chúng ta có rất nhiều tủ để quần áo này, và trong này có một phòng vệ sinh. Nhưng mà thôi, phòng vệ sinh này nó cũng sẽ tương tự như là những phòng vệ sinh ở phía bên trên, cho nên là chúng ta sẽ cùng nhau để dành nhá, để đi lên trên. Ở trên tầng 2 có rất nhiều phòng ngủ. Và bây giờ thì sẽ mời mọi người tham quan qua luôn nhá. Xin mời. Đây là cái hệ thống cầu thang của căn biệt thự này với khung bằng thép, bậc gỗ và lan can bằng kính, trông cũng thoáng và hiện đại đấy chứ nhỉ Khánh Linh? Hiện đại. Ở trên này thì được ốp gỗ nha. Và đây đây tiếp tục là một phòng ngủ nữa, để xem là phòng ngủ này có gì hay không nào. Wow, đây chính là một phòng ngủ với hai chiếc giường thì sẽ rất là phù hợp cho những nhóm mà đi theo gia đình và có các cháu nhỏ. Ở trên này sẽ rất là thích. Và trong này thì phòng ngủ với diện tích lớn hơn phòng ngủ vừa rồi dưới tầng 1. Và phía bên này sẽ là một mảng tường được trang trí với tông màu đen. Là bên này có tủ quần áo này, cũng là tông màu đen luôn, kính đen. Và anh phát hiện ra là ở trên này có phòng vệ sinh khép kín. Và phòng vệ sinh này thì mình nghĩ là xứng đáng để Khánh Linh giới thiệu. Anh Duy nói là xứng đáng, vậy thì hãy xem là phòng tắm, phòng vệ sinh này xứng đáng để review chỗ nào nhá. Đầu tiên phải nói là thiết kế hoàn chỉnh, hiện đại, cũng tương đồng phong cách thiết kế với những khu vực ở dưới tầng 1 với gam màu chủ đạo là màu ghi này, và có được tô điểm thêm những cái đường nét màu đen để làm điểm nhấn. Và trong này thì chúng ta có một ô cửa kính rất là lớn, có thể nhìn ra phía rừng cây bên ngoài rất là xanh mát, và cũng giúp cho cái không khí ở trong này được trở nên thông thoáng hơn. Phía bên dưới chính là một chiếc bồn tắm cũng rất là lớn này, hai bồn rửa đôi cũng màu đen luôn, tấm gương lớn có đèn led này. Các trang thiết bị trong phòng tắm thì rất là đầy đủ nhá. Thế bên này thì có khu vực vòi hoa sen. Như mọi người thấy thì phòng tắm này Khánh Linh có thể đánh giá nó đạt tiêu chuẩn như là khách sạn hay là các resort rồi. Và ở trên tầng 2 thì chúng ta sẽ có combo 3 phòng ngủ này, có những kết cấu giống nhau, mỗi phòng ngủ sẽ có một giường đôi và đều có phòng vệ sinh khép kín, cho nên là chúng tôi sẽ xin phép là skip qua. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phòng ngủ cuối cùng ở trên tầng 2. Phòng ngủ này thì sao ạ? Thì diện tích rộng, có một giường đôi. Nhìn ra phía view hồ bơi rất là đẹp. Và ở phía sau thì chúng ta có như thường lệ tủ quần áo, có kính đen này. Và ở bên trong này là một phòng vệ sinh nữa khép kín. Đúng rồi. Đấy, phòng vệ sinh này thì cũng không có quá nhiều điểm đặc biệt đâu. Nó đầy đủ thôi, tức là có bồn rửa, có bồn vệ sinh và có phòng tắm được tách riêng, rất sạch sẽ. Giới thiệu với Khánh Linh và mọi người, đây là không gian gần như là cuối cùng ở trên tầng 3 của căn Black Villa ngày hôm nay, phòng karaoke. Phòng karaoke thì mọi người có thể thấy là nó rất rộng,
có rất nhiều sofa để ngồi đây hát, và ở trên thì cũng đã được trang bị đầy đủ những thiết bị giải trí ở đây rồi, màn hình để chọn bài này, loa này, mic này, đó đầy đủ. Có thể đến đây để hát hò, xem phim, tụ tập rất là vui. Đúng rồi, và cũng có một cái không gian ở bên ngoài này rất giá trị nữa, đó chính là cái ban công ở đây. Và có một lưu ý dành cho mọi người thì ở bên trong sẽ không được hút thuốc, và nếu muốn hút thuốc thì chúng ta sẽ đi ra bên ngoài. Chủ nhà cũng đã bố trí cả gà tàn ở đây rồi. Okay. Đó. Và đứng ở khoảng sân này thì mình cũng sẽ vẫn có thể nhìn ngắm khung cảnh ở xung quanh như là hồ bơi hay là sân gốc ở phía trước. Vậy thì sau khi mà đi một vòng tham quan ngôi nhà ngày hôm nay thì Khánh Linh thấy sao? Khánh Linh thấy là chúng ta đã có một chuyến đi đến Tam Đảo rất là xứng đáng, được tham quan và trải nghiệm một căn villa với thiết kế hiện đại rất là tuyệt vời. Và đặc biệt có rất là nhiều phòng sẽ rất là thích hợp dành cho những ai mà đang có nhu cầu có một chuyến nghỉ dưỡng với đông người, thì đây sẽ là một lựa chọn rất là tuyệt vời. 8 phòng ngủ. Đúng rồi, và đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta cũng đã được trải nghiệm chiếc tủ lạnh Samsung Family Hub, một sự lựa chọn cũng rất là lý tưởng dành cho những ai yêu căn bếp của mình. Đúng rồi, với rất nhiều điều đặc biệt như vừa rồi Khánh Linh đã chia sẻ mọi người thì mình tin đây cũng sẽ là một địa điểm đáng tin cậy để mọi người có thể chọn là địa điểm mà mọi người đến đây cùng với cả gia đình, bạn bè hay là cơ quan hay công ty, đúng không? Nếu mà vẫn chưa được phòng thì nên nhớ là chúng ta có thể thuê thêm cả căn The White Villa ở bên cạnh để vui chơi nhá, để nghỉ dưỡng nhá. Còn bây giờ thì vẫn như thường lệ, chúng tôi sẽ phải gặp lại mọi người ở trong những chương trình sắp tới. Và nhớ là trong thời gian chờ đợi thì đăng ký, subscribe cũng như là ấn like để ủng hộ anh em tôi nhá. Còn bây giờ thì xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye!